Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Khali, chồng gửi clip gái nàng chơi đánh nhau cho tôi học hỏi kinh nghiệm đóng phim. Quán quân tình Bolero 2019 trở lại phim ảnh qua dự án Bố già Bolero do Điền Quân sản xuất. Dự án khởi quay ngay khi Khali lên ngôi quán quân ở cuộc thi âm nhạc lớn. Khali tiết lộ, vai diễn của cô trong phim mang tên Mộng Tình. Vẻ chất phác hiền lành của Khali ngày nào được lọt bỏ hoàn toàn để vào vai gái nàng chơi. Ăn nói sỗ sàng, thậm chí phải hút thuốc, trang điểm lê lẹt đón khách. Mộng Tình sống cùng xóm lao động nghèo tên mồ côi. Dù làm nghề nhạy cảm song Mộng Tình lại được bà con trong xóm yêu thương vì tính cách gần gũi, hết lòng vì người khác. Hàng ngày tiếp xúc nhiều hạng người khác nhau nhưng Mộng Tình lại yếu đuối, sống tình cảm và dễ tổn thương. Trong phim, Khali có những màn tung hứng cùng nghệ sĩ Lê Nam nhằm mang đến tiếng cười cho người xem. Khali nói cô được chồng ủng hộ và tôn trọng khi đóng vai Mộng Tình cùng hoạt động trong hai lĩnh vực ca hát và phim ảnh. Thanh Duy đồng cảm với vợ, phim không có những cảnh quá nhạy cảm, thế nên Khali thoải mái để hóa thân. Khali chia sẻ để cử chỉ điệu bộ giống gái nàng chơi thực sự, phải tập tành hút thuốc nên mạng xem những clip hành nghề của người khác để học hỏi. Ở những phân cảnh buộc phải hút thuốc, Khali không cảm thấy khó khăn vì từng đóng vai có cảnh tương tự trước đó. Tôi không muốn trói buộc mình trong những hình ảnh chất phác quê mùa. Mộng Tình phải là cô gái thay đổi hoàn toàn hình ảnh tôi trước đây, thế nên tôi dồn hết tâm sức cho vai diễn. Tính tôi vốn hiền lành từ trước nên học cách ăn nói sỗ sàng rất khó. Có ngày chồng gửi hẳn clip gái nàng chơi đánh nhau ngã giá cho tôi xem để học hỏi. Ngay cả anh Duy mong muốn tôi vào vai thật nhất chứ không sợ cảnh nhạy cảm, vai ăn nói sỗ sàng mất hình ảnh vợ, Khali nói. Sau vai diễn trong Bố già Bolero, Khali sang Trung Quốc du lịch. Một vài hình ảnh người đẹp trong chuyến đi được chia sẻ cùng khán giả. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.